Rồi mình chào tất cả các bạn nha, mình tiếp tục quay cho các bạn xem còn chiếc bút 5 càng dài nữa ha các bạn. Chiếc tài xế cái nhà nhà chủ xe luôn các bạn. Thì giờ chút mình có quay lái gắt một tỷ luôn, ra ha. Xe này nghe nói mới xuống mấy tháng rồi các bạn. Ở đâu anh? Ngự hướng gì đó muốn quay này quay. Vô YouTube không quen miền Tây. Dạ. Chạy bay mặt nước. Bến là cạn lắm rồi ha. Nửa thả nửa chứ để sạc chứ. Sạc á nhiêu được rồi, nửa khô cái bỏ nữa. Nó vẽ giặt cái bỏ nữa.
Là gà nha các bạn. Rồi lên gào. Rồi mình xin tạm dừng video nha các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Mời các bạn hãy xem và ủng hộ nha các bạn.